Chào các bạn, đây là chiếc hộp của Razer Vic, một cái chiếc loa di động của thương hiệu Vifa đến từ đất nước của những chú lính chì Đan Mạch. Những chiếc loa của Vifa thì luôn có thiết kế cực kỳ đơn giản nhưng mà vẫn toát lên được một cái vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và quý phái. Thương hiệu Vifa chỉ có vỏn vẹn 5 sản phẩm mà thôi. Và đặc biệt là tên của những cái chiếc loa này được đặt theo 5 thủ đô của những đất nước đến từ xứ sở thần thoại Bắc Âu. Và Reykjavik là thủ đô của Iceland, một trong những quốc gia có mật độ dân số thưa thớt nhất trên thế giới. Bên trong chiếc loa này bao gồm hai cái driver tweeter 19 ly phụ trách cái dải trung và cao, một cái driver woofer 70 ly phụ trách dải trầm. Cá nhân mình cực kỳ ấn tượng với chất âm của những chiếc loa Vifa nói chung và bản thân con Razer Vic nói riêng. Tiếng của nó rất là trong, cực kỳ rõ và đẹp nhất có lẽ là dải treble cực kỳ len keng luôn. Còn dải bass thì vừa đủ, các bạn đừng bắt nó chơi Vina House là được rồi. Và đặc biệt là cái độ phủ phòng của Razer Vic thì rất là tốt. Có lẽ là do cái thiết kế cái mặt loa nó hướng lên trên như thế này, nghe nó rất là thanh thoát, rất là du dương. Bên trong chiếc hộp các bạn sẽ có một cái chiếc túi vải để đựng loa nè, một cái cáp sạc USB Type-C và giấy hướng dẫn sử dụng. Bề mặt chiếc loa được bao bọc bởi một cái lớp vải sợi với màu sắc trang nhã như thế này. Còn thân loa và bề mặt đế là kiểu cao su chống trơn trượt và giúp cầm nắm rất là tốt. Chiếc loa còn được trang bị một cái quai sách bằng da thật như thế này, rất là to, nhưng mà không hề phô hay xấu. Ngược lại, nó còn rất hài hòa với tổng thể thiết kế. Và màu sắc là một trong những cái điểm mình rất là thích ở những cái chiếc loa của Vifa. Bên hông sẽ là cụm phím bấm điều khiển, bao gồm phím bấm nghe gọi nè, play pause, phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn. Còn ở đây là cái cổng sạc USB Type-C, cổng audio in 3.5, một cái lỗ reset loa và cái đèn thể hiện dung lượng pin. Ở mặt dưới là một cái phím chức năng riêng để kết nối hai chiếc loa Razer Vic này lại với nhau. À, mình quên nữa, ngoài cái thiết kế, ngoài cái kết nối Bluetooth cắm dây 3.5 thì Razer Vic còn khả năng phát nhạc qua cổng USB Type-C này luôn. Rồi, đó là những cái cảm nhận, những cái chia sẻ cá nhân của mình về cái chiếc loa di động này. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. À, đừng quên like và subscribe nhé.